Xin chào các bạn, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn một mẫu xe điện mới, đó chính là mẫu Jady X-Bull mới. Mẫu này sẽ có 4 màu, đây là màu đỏ, có thêm màu đen, đen xanh, đen đỏ và màu xanh ghi. Mẫu này là sử dụng bình ắc quy to, đi quãng đường rất là dài. Các bạn nhìn phía sau đèn hậu khi bật sáng buổi tối lên sẽ hiện đúng cái logo của Jady luôn, nhìn rất là xịn sò và nhận dạng thương hiệu rất là tốt. Màn hình rất là lớn như một cái smartphone luôn, sắc nét. Xe có rất nhiều chế độ thông minh, có chế độ Eco Sport để đi nhanh đi chậm tùy theo đoạn đường. Xi nhan công tắc bấm rất là dễ và âm thanh của tiếng kêu xi nhan cũng nghe rất là ấn tượng, khác với các xe bình thường. Xe có thêm cả vạch đo lượng điện, là thu hồi điện năng lại. Xe có chế độ power đấy như trên màn hình và chế độ eco đấy, tương đương với chiếc công tắc bấm ở trên tay đều có chế độ eco và sport. Nhìn từ dưới lên trên khu phía trước trông rất là sang. Đèn pha hình tam giác cũng rất là sáng và mang biểu tượng của Jady. Cốp vừa phải, không to và cũng không nhỏ. Và đây là cầu giao điện, cầu giao trung tâm. Khi mua xe của Mai Châu là sẽ có một cái tem cửa hàng để không may hỏng hóc vấn đề gì sẽ gọi. Xe sản xuất năm 2022, rất là mới luôn. Xe đời mới là sử dụng thẻ từ LFC nhé. Chạm mà tắt và chạm mà mở rất là hiện đại luôn. Đây các bạn nhìn tổng thể chiếc xe từ xa. Trông chiếc xe rất là chắc chắn và đẹp mắt, gọn nhẹ, phù hợp với các cháu học sinh cấp 2 và những người lớn tuổi như các ông bà già đi rất là tốt. Xe sử dụng động cơ độc quyền TTK của Jady, có tính năng vừa đi vừa sạc, đâm ra là sẽ đi được quãng đường xa hơn so với bình thường. Xe sử dụng ốp càng nhựa hai bên, nhìn trông cũng rất là đẹp mắt. Chữ Jady nổi bật bên sườn xe. Logo và chữ Jady và với đồ nhựa nhìn rất là xịn, nước sơn rất là bóng. Xe có móc để đồ rất là thông minh, khi dùng là sẽ mở ra, còn khi nào mình không treo đồ thì mình sẽ ẩn nó vào bên trong, rất là gọn gàng. Và để chân cũng rất là chắc chắn và xịn sò, đây là để chân sau nhé, rất là cứng cáp. Nhìn nước sơn của xe rất là xịn, nói chung nhìn sẽ như xe máy Honda luôn. Xe đời mới, mẫu mới là cái ổ sạc là để bên ngoài chứ không phải để bên trong như một số mẫu xe cũ, rất thuận tiện cho việc sạc. Đây khi ta cắm sạc vào thì nó để bên ngoài rất là dễ và nó có lắp đậy che mưa che nắng, khi sạc nó sẽ màu đỏ là đang sạc, khi đầy sẽ chuyển sang màu xanh. Xe có hai chế độ khóa cơ và thẻ từ. Đồng hồ rất là rõ ràng đây, rồi bắt đầu mình test thử. Đó, nhìn đồng hồ bảng điện tử rất là lớn luôn, hiển thị rõ ràng thông tin. Xe rất là êm, rất là mượt. Được cái là xe này là giảm xóc trước và giảm xóc sau rất là êm luôn. Quãng đường mình đã test thực tế là đã có lúc đi với chế độ tiết kiệm là đi được đến 70 đến 80 cây số đấy. Có một lần đi cực tiết kiệm lên tới 90 cây đấy. Nhưng nói chung nôm na đường hỗn hợp thì tầm khoảng 60 đến 70 cây là đẹp nhất. Đây là cửa hàng xe đạp xe điện Mai Châu của mình. Và đây bây giờ mình chuẩn bị đi ship cho một cách cửa hàng không xa lắm, ship tận nhà luôn. Khi ship đến thì mình phải hướng dẫn sử dụng cho khách. Mua xe của Mai Châu nó sẽ được tận nhà hết. Sau này có hỏng hóc vấn đề gì thì là cứ alo gọi điện thì có số điện thoại trên xe. Và mua xe trong thời điểm này là sẽ được tặng mũ bảo hiểm luôn. Đây vừa đã đến nhà khách.
đang gọi khách để ra nhận xe. Ship thành công. Ôi, tầm này chắc đi ầm ầm. Bê chưa? Rồi, ga nhẹ thôi. Đi trên hè cũng được em. Vừa ship cho khách xong. Ga nhẹ thôi đúng không? Ga nhẹ nhàng thôi. Con này đi siêu êm. Em mà nó nhẹ, xe nó nhẹ. Con nhẹ lắm. Em không muốn cho nó đi xe nặng. Mà này chắc học cấp 2 thôi quá. Thế thì đi xe này là vừa. Con này cấp 3 đi thoải mái mà. Xe này mà không ngon thì xe nào ngon bằng nữa. Anh em ở quốc ở đâu nhỉ? Để em không đi. Đây. Đúng rồi. Đấy, ở dưới gầm mở cốp. Vàng thế. Sao điện là cắm ở đâu anh? Cắm ở bên hông. Đây. Sạc điện là cắm ở đây. Đây đúng không ạ? Cắm vào bắt đầu mình cắm vào điện lưới. Thì nó sẽ báo ở đâu ạ? À? Anh dạy em luôn đi. Thôi bắt đầu mình tắt đi. Thăng ấn vào cái ấy. Đấy, thì sẽ không còn chống trộm nữa, là mình dắt đi thoải mái, nó sẽ không khóa lại, không kêu nữa. Con này bình thường là nó sẽ phải chống trộm đúng không? Đúng rồi, bình thường đấy, như thế rồi. Giờ mình tắt đi. Đấy, đợi một lúc, đợi một tí. Xong bắt đầu ai mà đấy mình dắt đi thế nào nó sẽ chống trộm. Thử dắt đi xem có mất trộm không? Đấy. Nó sẽ không cứng lại, không thể dắt được luôn. Phải giữ lại luôn. Đúng rồi, phải tắt cái đấy thì nó mới hết được. Con này nó thông minh mà. Thì bóp bóp giữ xong tắt đi thì nó sẽ hết. Đấy. Đấy. Con này hiện đại mà. Cứ xin kiểu ảnh. Từ từ nhé, đừng cử động. Không nó tối nó mất nét. Ok. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Đi mà vấn đề gì nhá, trong ý là trong quá trình đi mà mọi vấn đề gì mà cứ tự dưng không đi được là cứ alo gọi điện cứu hộ trợ giúp hết, kể cả thủng lốp cũng gọi điện. Thế là đưa cho rồi mà. Rồi rồi, ok ạ. Vậy là Mai Châu đã ship xong chiếc xe và bây giờ là về. Ship đang trên đường ship về, không khí đo em ở bên com đã bắt đầu. Thank you.